Nam Nguyễn hóng Bắc Hải lên Wing 2.5 2 tháng rồi chưa được. Ngày nào cũng xoay anh em ạ, ngày nào cũng xoay 2 phát 3 phát mà chưa lên. Và xin phép anh em là đập cái kia lên cộng 9 cái đã. Cộng 6, kia này dòng ngon đấy nhá, hai dòng ngon đấy. Gia tăng lượng HP lên 4%, giảm vết thương 4% đấy. Soul Master dùng dòng hai dòng này là ngon đấy. Thịt à? 6 này. 7 này. 8 này. Chuyến đi, chuyến đi. Ngoảnh mặt làm ngơ, đổi màu anh em ạ. Lại về mò rồi. Xin chào người anh em Nguyễn Tuấn có pen 20 không bác để lại? Không có anh em ạ. Đây pen tôi đang dùng đây. Pen này hôm qua là người anh em kia cho tôi đấy. Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%, phục hồi mana khi giết quái vật. Cộng 8 nha. Xin chào người anh em Kiên Đặng. Xin chào người anh em Ngọc Trường tặng 2 like. Cảm ơn người anh em Ngọc Trường. Anh em cho tôi 1 like được rồi, 2 like nhiều quá. Đấy, xin chào người anh em Kiên Đặng này. Xếp hài nhiêu tuổi rồi để gọi làm sao để chơi game này để ôn lại kỷ niệm đây. Tôi sinh năm 1988 anh em ạ, 1988 nhé. Đấy. Anh em ta cứ gọi nhau là bạn với tôi thôi, cho nhanh tại vì chúng ta gì ạ, cùng có một tuổi thơ dữ dội nhá. Cùng có những ngày tháng mùa hè trời nắng chang chang, cong đít đạp xe đạp đến quán nét anh em ạ. Đấy. Bây giờ chúng ta gọi đây là gọi đồng môn nhé, gọi là đồng môn đấy. Đồng môn cộng chín rồi lên rồi nhá, đồng môn. Thế giúp vậy chúng ta cứ gọi là cậu tớ cũng được, bạn bè cũng được anh em. Cộng tớ cho nó cho nó gọi tình cảm. Xin chào người anh em Cường Nguyễn, mấy ông lên đồ 15 có sừng đẹp thế đấy. Đồ 15 có sừng nha em ạ. Bây giờ xin phép anh em là tôi sẽ đập cái khiên này lên. Lấy mấy viên ra này. Nào. Phải mua phải xong không còn bùa chao không? Bùa chao còn nhá. Bùa may mắn còn. Ok, đập luôn nhá. Đấy, đầu tiên sẽ là một cái khiên cộng 9 này. Một viên chao này. Đấy, một bullet này, một sâu này. Và một cái bùa chống xịt anh em ạ. Không cho bùa may mắn nữa tại vì cộng 10 tỷ lệ nó cao anh em ạ. Đấy, cộng 10 tỷ lệ là 60%. Đấy, nhắm mắt nó cũng lên luôn nhá. Bây giờ bắt đập lên là cộng 10 này. Cộng 10. Nhắm mắt nó cũng lên. Đấy, cộng 10, ok chưa? Cộng 10 đơn giản thôi. Tiếp tục kết hợp bình thường này. Bây giờ sẽ là một viên trao, hai viên bullet và hai viên sâu. Ok chưa? Và một cái bùa chống nhục, một cái khiên, tỷ lệ 50%, 50%. Bây giờ chúng ta cho thêm cái bùa may mắn vào, đấy lên được 5% anh em ạ, thêm hai cái này được 10% là 60%. Đấy, xin chào người anh em Loki Tuấn, đấy, cho em bộ pen cộng 1 được không à? Pen cộng 1 là cho luôn pen cộng 5 đi, bây giờ tôi đang có pen cộng 5, cộng 1 bây giờ không có anh em ạ. Xin chào người anh em Đạo Quang, chỉ em cách chọn ring pen cho từng class à? Dùng cái nào cũng được anh em ạ, miễn làm sao là dạ nó là dạ nó là cộng 5 thôi. Và dòng X ngon thôi anh em ạ, không cần phải chọn. Đấy, theo tôi như vậy à, cứ cộng 5 với cả dạ, dòng X ngon là ngon này. Xin chào người anh em Vân Lê xịt. Đấy, xin chào người anh em Lương Huyên lên. Đấy, phải lên. Cái ông Vân Lê chứ gì đã bảo xịt rồi nhá. Xin chào người anh em Simple. Còn server 5 giờ thành server cho em cày ngọc với vé, đúng rồi. Đấy, server 5 là server cho tân thủ anh em ơi. Ôi, xin phép là gì, xoay này. Xoay lên cộng 11 anh em ơi, quả khiên này là ngon đấy. Xoay lên luôn này, tỷ lệ là 60% nhá. Đấy, hai bùa luôn. Một bùa trao, hai bùa may mắn. Nào, mày ném cho tao giờ đây. Tắt bớt cái chữ đi đi. F2, kéo được F3, F1, F2, đây. Rồi. Tung đệ, một tung. Quy luật 3 tung bắt đầu. Một tung. Một tung. Hai tung. Ba tung. Đấy, lên anh em ạ. Đấy, cộng 11 nhá. Dạo này là hay full lắm anh em ơi. Đây nhanh. Chém cụt tay này. Vensa này. Nhân vật gì kia. MG Green này. Vào nhanh nhá. Không có chờ đợi nhau làm cái gì cả. Vào đây. Úi xồi mày quá anh em ơi. Vẫn vào được. Đấy. Úi xồi mày quá, vào sớm. May có người anh em tài nhá. Người anh em nhắc tôi. Không lại tôi lại bơ vơ ngoài này. Mệt đấy. Xin chào người anh em Đông Tà. Chào bác Hải. Đấy. Tối nay 69 mãi đỉnh. Cảm ơn người anh em. Bắt đầu rồi anh em ơi, chuẩn bị rồi. 3 4 3 2 1 lên lên thôi anh em ơi, vào việc rồi. Lên bắt đầu rồi. Cầu bắt đầu đông nghịt rồi. Ai sẽ là người nhảy cầu đây? Đây là từ đầu cầu cuối cầu anh em ơi. Từ đầu cầu đến cuối cầu luôn. Nhá. Vào việc đi. Ngọc blue kìa. Ngọc blue đâu? Một nào, pass một. Full rồi, một ông full.
Duit dài. Hai team full. Hai team đều full hết à? PT anh em ơi, PT đây, cho tôi vào team với anh em ơi. Speed đây. Gần 40 mạng, gần 40 mạng trên cầu này anh em ạ. Gần 40 mạng đấy. Xin chào người anh em Vũ Hoàng Ngọc đã like, cảm ơn người anh em. Xin chào người anh em Vũ Đức Quý, con game này vẫn đông thế đấy. Con game này chơi theo kiểu hoài niệm anh em ạ. Mà hoài niệm của game MU là gì? Đó là Blood, đó là Devin nhá. Đấy, hai sự kiện đấy mà nó là gì ạ? Nó là đỉnh cao của MU anh em ạ. Không đi Blood, không đi Devin thì là gọi là không thể chơi MU được. Do vậy mà anh em chỉ cần gọi đi Blood Devin gọi là cứ vui vui thôi. À Lục Sơn em gì kia? Một gần giữa cầu ở đây, đây một gần giữa cầu đây, MG game này. Một đây rồi, team này full đi các bạn. Xin thông báo anh em team cuối cầu này là full nhá. Tôi lướt đây nhá. Tôi về team giữa cầu. Tí rau tí bốn à. Không phải team này đâu. Tí rau tí bốn à. Một full mẹ luôn anh em ạ. Vừa nói xong full luôn. Full bố rồi. Full rồi anh em ạ. Tiếp hai. Tôi full rồi. Xin chào người anh em Duẩn Cun. Thấy ra đắc lốt ra rồi mà không có ai chơi thì đây đây đắc lốt có cái này đầy luôn nhá. Đây đây tí rau tí bún luôn này, xoay đồ của người anh em tí rau tí bún đắc lốt luôn này. Đây anh chào mừng anh em đến với nhân vật đắc lốt nhá. Wing 2.5 áo choàng tử thần cộng 15 có lắc nhá. Set đồ chí tôn cộng 15 nhá. Hai dòng x giảm đơn thương 4%, phản hồi 5% tấn công. Trượng thái dương hai dòng x ngon nhá, 10% và 20%. Đấy kia này là kiên thái dương anh em ạ, kiên thái dương. Đấy, chó tai dài set ring pen cộng 5 đấy, đồ mắc vinh hiện tại anh em ơi, đồ mắc vinh hiện tại đấy. Đấy con game này open được 10 tháng rồi. Đấy, đồ bây giờ chỉ mắc vinh đến thế thôi anh em ơi. Win 2.5 và set đồ cấp 7. Nhà vũ khí là 380. Tí dâu tí bún. Còn một con F max à, cho vào với nào. Yến Dream này. Đây. Anh em cho vào với nào. MG game là 1 à. Một đây rồi, đây rồi anh em ơi nha, team của tôi đây rồi, trắng cầu luôn. Hãy tôi xin phép là đi từ đầu cầu cái cầu đéo đi được, tôi định là review đi từ đầu cầu cái cầu bây giờ đéo đi được, mắc mẹ luôn này, mắc rồi anh em ạ. Bỏ xoáy xuống này, đeo thần mã lên nhá. Tôi đứng ở giữa cầu luôn, tôi ăn hai team anh em ạ, đứng đây ngoái dòng ăn hai team nhá, xin phép anh em. Xin chào người anh em Đông Tà. Thôi hôm nay giữa tuần họp sớm trả bài nhé. Để cuối tuần còn anh em trò chuyện. Cảm ơn người anh em Đông Tà. Chúc người anh em Đông Tà nghỉ sớm nhé. 6996 mãi đỉnh luôn. Đấy. Người anh em nhớ trả bài cẩn thận nhé. Trả bài phải đến nơi đến chỗ đi nhé. Đừng có kiểu là chưa đến chợ hết tiền rồi. Xin chào người anh em Vũ Đức Quý. Kinh dị thật. 3PT chưa tính chết cả team địch đấy anh em ơi. Kín cầu luôn nhá. Xin chào người anh em Vũ Duẩn, nghe nhạc vào lúc phê thật. Đấy, nhạc vào lúc là một trong những kỷ niệm anh em ạ. Nghe cái nhạc này mà thực quả nhạc duy mạnh thì hãy về đây bên anh thì có một tuyệt vời luôn anh em ạ. Xin chào người anh em Nguyễn Kim Nhân, chào bác nhé. Mấy xe bờ Mura mỗi ngày một kiểu gì đấy bác? Đúng rồi anh em ơi, mỗi màu chưa một kiểu. Giống như kiểu gì ạ? Mỗi một quán ăn nó sẽ có một món ăn khác nhau. Đấy, ví dụ như cả một khu phố nhá, nó có quán phở bán phở này, bún lòng này, cháo lòng này đúng không? Đấy, cơm rang này. Đấy, rồi là cơm bụi này, rồi là lẩu này, nướng này các kiểu anh em ạ. Đấy, anh em hợp cái con nào thì anh em giải trí con đấy thôi. Giờ mỗi mua một kiểu. Đấy, phục vụ cho anh em nào cảm thấy hợp giải trí. Xin chào người anh em Kiên Minh, làm sao để kháng choáng của F anh ơi. Đây người anh em cộng cho tôi vào đây nhá, cộng cho tôi vào cái ý chí mạnh mẽ này ở cuối này, nhìn chưa. Đấy, cộng vào đây 20 điểm là kháng choáng. F không bắn không bao giờ choáng được nhá. Cộng vào đây là gì ạ? Là kháng choáng luôn. Ý chí mạnh mẽ nhá, cộng vào cái điểm này là thắng quá. Đấy, xin chào người anh em Trần Nhật Anh. Kết quả giọng của bác, nghe giọng bác như người Hải Dương ấy. Tôi người Hải Dương anh em ơi, tôi người gốc Hải Dương. Bây giờ đang gọi là làm trạng vương ở trên Hà Nội thôi. Xin chào người anh em Vân Lê. Tên đi Tele, đi con hàng tiết nguồn Tele rồi. Bây giờ đang sống nhăn răng đây. Xin chào người anh em Goku Vegas. Bên đế vương có sừng gãy nào chưa anh? Chưa anh em ơi, đang xoay đây. Ta nghi cật lực xoay thẻ bài trao để kiếm cái rừng gãy đây. Mà chưa được anh em ạ. Tí lại xoay tiếp. Xin chào người anh em Vân Lê. Bán em cái pen đi ngày nào cũng like à? Pen à? À pen bên đế vương gì? Pen đế vương không bán được nhá. Còn bên này tôi tặng người anh em luôn. Pen cộng 5. Nếu anh em chơi bên này. Đấy nhá. Pen cộng 5 luôn. Còn bên đế vương cái pen của tôi ngon lắm. VIP mà anh em ạ. VIP server đấy.
Xin chào người anh em Kiên Ngô, tối nào cũng vào lại cho bác một cái like, cho bác một cái cảm ơn người anh em nhé. Anh em đi qua cho tôi xin một like ok lắm rồi, là tuyệt vời ông mặt trời luôn, rực rỡ luôn anh em. Xin chào người anh em Phạm Vũ Quốc Bảo đam mê vào xem bác like cũng vui đấy. Bây giờ anh em công việc gia đình rồi không có thời gian chơi nhé. Bây giờ xin kính mời anh em nằm ngửa trên giường, xoay ngang điện thoại nhé, một tay xoa lưng vợ, một tay cầm điện thoại và xem tôi like. Thỉnh thoảng là gì ạ, bỏ cái tay kia ra, ấn cho tôi một cái like hoặc một cái thả tim là tuyệt vời ông mặt trời luôn rồi đấy. Xin chào người anh em Lê Thành Trung, em chào bác Hải. 17 là mắc kháng không cần cộng 20 đâu đấy, 17 thôi người anh em. Đây đây, ông nào vừa hỏi là xin bát 88 còn chơi không, vẫn chơi mầm nhá, người anh em xin bát 88 đấy. Xin chào người anh em Minông, hello bác Hải, chúc bác buổi tối ngập tràn niềm vui, cảm ơn người anh em. Xin chào người anh em Hà Đức Anh, không săn được bác Hải quá buồn, săn làm sao được tôi, bây giờ tôi tỉnh lắm nhưng mà bây giờ tôi luyện được cái bộ môn gọi là gì, lăng ba di bộ nhá, tele thần trưởng nhá, tele chân không chạm đất luôn anh em ạ. Xin chào người anh em Vũ Văn Đông Đông, Lương Sơn vẫn là cái gì đó ở ngoài điện đấy. Lương Sơn là một thế lực mà gì ạ, mà chỉ buổi tối mới đông thôi, còn ban ngày thì bên H5 này là một cái đông đấy. Lương Sơn chỉ đông buổi tối đâu. Xin chào người anh em Vi Lâm, ngày xưa MU mình chơi MG kiếm vẩy, con này cũng có kiếm vẩy anh em ạ. Đây là thỉnh thoảng đây mấy ông MG đây, mấy ông MG mà đây ông này đang kiếm vẩy đây anh em ơi. Đấy MG Gen nha, tôi xin phép tôi soi đồ của người anh em MG Gen nha. Đấy hai tay cầm hai đao hồng long, đấy vẩy gọi là gì ạ, trắng xóa màn hình luôn anh em ạ, cộng 15 rồi rồi. Set đồ này set cuồng phong, đấy đeo con pitbull đó nha. Cái gì đây, tôi là ai, cái gì đây? Ô, có địch à, kìa, có địch đấy em ơi, địch. Ui mày quá này, ôi, chết lửa tim rồi nha em ạ. May quá, tôi nhìn thấy cái gì nhằng và tôi tele ngay nha em ạ. Bây giờ tôi cảm nhận của tôi nó kinh lắm, nó đạt đến gọi là cảnh giới rồi. Cảnh giới của tôi là đấu hoàng rồi nha em ạ, đấu hoàng rồi nha. Tôi cảm nhận quá là tôi tele ngay. Đấy, địch tim của tôi chết con nửa rồi. 10 ông rồi chết, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ông rồi chết 6 ông nha em ạ. Chết con nửa luôn rồi. Cày, đấy, địch vẫn còn anh em ơi, anh em phải cẩn thận, địch vẫn còn. Xin chào người anh em Mai Thanh Toán, bác Hải xin vợ chưa không lại những chút giây bạn đấy. Xin rồi anh em ơi, vừa phơi quần áo xong rồi đấy, phơi quần áo xong thì mới được vào chơi anh em ạ. Xin chào người anh em Vân Lê, cộng đó rồi, không kháng được sếp ơi, vẫn kháng được, kháng được ép thôi, còn đắc lốt là kháng hơi khó nhá. Đấy còn game hoài niệm này là đắc lốt là tỷ lệ choáng nó cao hơn sao đấy anh em ạ. Anh em kháng choáng là đối với đắc lốt là vẫn hơi rất là thiếu, còn kháng của ép là được, còn riêng thằng đắc lốt là kháng choáng hơi khó luôn. Xin chào người anh em Nguyễn Quốc Hà, kết nhất câu con hàng chết nguồn, bác giải thích nguồn gốc của câu này đi. Đấy, con hàng chết nguồn được sinh ra trong một cái hoàn cảnh đó là gì ạ, là khi mà cái máy tính của tôi nó bị hỏng mất nguồn nhá. Một khi nó hỏng mất nguồn rồi thì là gì ạ, cái máy tính nó hoàn toàn mất đi thôi anh em ạ, chỉ là đi thay nguồn khác thôi đúng không. Đấy, điện thoại của anh em cũng thế thôi, tivi cũng thế thôi, tivi tủ lạnh điều hòa một khi mà đã hỏng nguồn là diện là gì ạ, là không dùng được nữa đấy. Nên tôi đặt tên cho một số con hàng chết nguồn trong con game này như là Chi Bát 25 này nhá, Em Việt Trí này, Coca 99 này, MG Gaming này, đấy là những con hàng chết nguồn nhá, gặp tôi là chỉ có chết nguồn thôi. Xin chào người anh em Nắng Trần, Tony Phạm còn chơi không bác? Tony Phạm à, Tony Phạm hình như là còn đấy, nhưng mà thỉnh thoảng mới chơi thôi anh em ạ. Mấy ông MG quét rác, trắng màn hình rồi đấy nhá, trắng màn hình rồi. Đấy, bây giờ xin phép còn 3 phút anh em ơi. Xin phép là tôi đi lấy quét này, lấy quét anh em ơi, đi lấy quét thôi. Còn 3 phút, còn phút tránh ra đi anh em ơi, tránh ra để tôi đi lấy quét nào. Tele anh em ơi. Đấy, số master có chiêu tele là qua tường nhá. Qua tường. Đi rồi, vào đây. Tắt được à, đi vào trong. Ông nào đây? Tí rau tí bún ông nào đây? Ông nào ăn quét của tôi rồi? Hả? Ông nào ăn quét của tôi rồi nha, xin phép là trả quét tôi đây. Quét đâu rồi nhỉ? Người anh em, người em đớp của tôi rồi à? Hả? Người em đớp hơi sớm đấy nhá. Quy đâu rồi nhỉ? Đây bác à? Người anh em lấy rồi à? Vứt ra đi. Vứt ra tôi cầm cho. Vứt ra tôi cầm cho người anh em ơi. Này gạ ông này vứt xem vứt được không? Vứt đi thế nào? Vứt ra tôi cầm cho người anh em ơi.
không vứt được, không vứt được anh em ạ. Thôi ê, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi đấy. Anh em đang xem tôi đi lấy quét và bây giờ ông kia cũng ăn mất rồi. Nó mất quét anh em ơi, mất quét rồi, không vứt ra được anh em ạ. Bây giờ chỉ có PK thôi, thoát vô trong PK ông kia để ông kia hy sinh để ông rơi quét thôi. Đây, đây là team đầu tiên anh em ơi, team này gọi là team cuối cầu nhé, team cuối cầu. Đây, tôi về team của tôi. Team này là team giữa cầu nhá. Còn team của tôi là team cuối cầu cơ nhá. Cuối cầu. Đây, team tôi đây là team cuối cầu. Team này của tôi hy sinh một nửa rồi. Tại sao lại hy sinh? Tại vì team của tôi là team cuối cầu. À đầu cầu nhá, team là team đầu cầu. Địch ở đầu cầu đi ra, nó vã chết một nửa anh em ạ. Bây giờ chỉ còn mấy người thôi. Còn ông bao MG, ông đang phát giác trắng màn hình luôn anh em ạ. Mấy ông MG phát giác kinh quá này. Kinh quá. Xin chào người anh em Nguyễn Văn Bình. Thôi ông ạ, gặp mới con hàng ý chả chạy cong đít, không chạy đâu đấy, người ta gọi là chiến thuật anh em ơi nhá. Gặp cái con hàng như là chi bát 25 này, em biệt trí này, coca 99 này nhá, Mr. Còi này, MG cái mình, cái con hàng đấy là tôi là chiến thuật đấy, làm rối loạn hình đối phương ấy, là hoa mắt đối phương đấy anh em ạ. Đây là chiến thuật cả đấy. Xin chào người anh em Lương Huyền, xem live bên đế vương hay hơn bác ạ. Ok người em đợi tôi tí nhá. Đợi tôi tí, tôi qua bên đế vương. Xin chào người anh em Korea và N1, bác cho nhập vui với à? Tôi là gì ạ? Không phải chủ vui anh ơi, chỉ chủ vui mới cho được vào vui thôi. Ấy có hội giống như kiểu là làm cảnh thôi anh em ạ. Thì làm cảnh thôi, còn đâu là chấp nhận vào vui phải là chủ vui được. Xin chào người anh em Nguyễn Văn Hiển, chào sếp, hôm nào cũng vào nghe giọng bác cái là bao nhiêu mệt mỏi quên hết, chúc bác ra vui vẻ. Cảm ơn người anh em Nguyễn Văn Hiển nhé. Chúc người anh em một buổi tối rực rỡ, vui vẻ nhé. Hết mệt mỏi nhé. 6996 mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. Xin chào người anh em Long Nguyễn, xem vũ khí mới cập nhật đi không. Đây vũ khí mới cập nhật đây, nó là ấy thôi anh em ơi, đó là vũ khí 380 thôi. MG sẽ là gì, đao hồng long nhá. Còn đâu gì đây, còn sấu master sẽ là gì, gậy thần ma, gậy thần ma và kiếm thần ma. Ê nhặt quét, nhặt quét, nhặt quét, nhặt quét, nhặt quét. Ê quét đâu quét đâu ông đâu, trả đây. Đâu hết rồi, quét đâu. Ô thế là chứng tỏ cái ông điên, quét là cái ông không BTB ai à hả. Quét đâu, quy đâu, hỏng rồi anh em ơi, hỏng rồi đấy. Xin chào người anh em Nguyễn Văn Bình, vuốt nhẹ cái đai rồi không vuốt được nhá, vuốt được tôi là cũng mệt đấy. Xin chào người anh em xe ôm, hello baby. Xin chào người anh em xe ôm nhá, chúc người anh em buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào người anh em Hữu Thành, địch đấu tông sắp lên đấu tôn. Đấu tôn đúng rồi, tôi bây giờ đang trên con đường trở thành đấu đế anh em ạ, phải đấu đế nhá, đấu đế. Xin chào người anh em Dũng Hà, xem bảng master bác Hà. Đây bảng master của tôi đây, vẫn vậy thôi, 298, mỗi ngày lên một cấp anh em ạ. Hôm nay lại lên một cấp nữa này, một cấp lại tăng vào đây. Đấy, đây là bảng master của tôi, người anh em tham khảo nhé. Xin chào người anh em xe ôm, Lương Sơn đặt máu vào QVF được vậy bro. Làm sao đặt được ạ? Đây. Để đặt máu vào nhá, người anh em để chuột vào cái thùng máu nhá, người anh em ấn này, can chôn Q thì nó sẽ là vào Q, can chôn VK thì nó sẽ là vào chữ VK, can chôn E, can chôn R, đấy là được anh em ạ. Đấy, can chôn nhá. Giống như kiểu là cái can skin đây này, ví dụ đây là phím 3, phím 8 của tôi là chưa có skin đúng không? Tôi để chuột vào đây, tôi để chuột vào đây nhá. Tôi ấn can chôn 8 này thì nó sẽ vào thì phím số 8. Đấy, phím số 8 chưa? Đấy, máu y xì thế thôi. Đấy nhá, can chôn Q này để chuột vào máu nhá, ấn can chôn Q VK ER là sẽ vào đấy được. Xin chào người anh em Ngô Thị Thủy Dương. Giờ tầm mấy M thì bằng top Bắc Hải? Tôi không rõ nhá. Tôi đang là top 2 nhá, top 2 của Showmaster. Đấy, set đồ của tôi bây giờ có giá dao động từ 600k quay đầu nhá, 600k quay đầu, tùy người bán. Có người bán 300, có người bán 500 và có người bán 600, tùy thôi anh em ạ. Đấy, mỗi người bán một kiểu. Đến giờ đi DV đi anh em ạ. Để tôi vào DV cái đã. Giờ tôi ra bỏ thần mã xuống này, đeo sói lên nhá. Vào thôi. Vào. Chạy. Đây, từ từ, bình tĩnh. Anh em ơi, hết sức bình tĩnh, chiêu kia của tôi đâu? Chiêu tia của tôi đâu? Can chôn 1. Ui giời ơi, tôi đang can skin. Từ từ người anh em ạ, từ từ. Từ từ luôn. Xin chào người anh em Kiến Minh. Anh Toàn đổ tội cho chị Linh, rút đi mạng, thập cả xe like chứ. Đấy, rút ra cắm vào anh em ạ, rút ra cắm vào thì like vẫn giữ nguyên. Nhưng mà game nó sẽ bị disconnect. Mệt lắm anh em ạ.
Xin chào người anh em Lê Huy Sơn, Linh Chuối bảo giang hồ hiểm ác không bằng, bằng rút mạng đập đồ đấy anh em ơi, xịt bố rồi. Xịt anh em ạ. Vào đây. Ấy là anh em xếp hàng vào, vào 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 vào. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Đây rồi, đây rồi. Vào việc em ơi, vào việc. David, David, David. Đây búp phát đã, búp phát đã. Cho nó rực rỡ ra, búp phát. Rồi. Bắt đầu là gì ạ? Tele làm rối loạn đội hình đối phương em ơi. Đấy, chào mừng anh em đến với trận David 22 giờ 30 buổi tối hàng ngày nhá. Đấy. Đây là một trận gọi là vua vui đấy. Hai vui nhau vào nhau. Đấy, hai vui xịn nhau vào nhau. Vui nào win là trở lại, một win nào thua đi ra ngoài. Đây, bắt đầu chém nhau rồi. Nhiệm vụ của tôi là làm rối loạn đội hình đối phương. Đấy, xin chào người anh em Hoàng An. Đấy, 35. Chúc người anh em Hoàng An buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Vâng, đóng cửa rồi. David bắt đầu đóng cửa anh em ơi. Xin phép bây giờ là hy sinh là không vào được. Không vào nữa rồi. Xin chào người anh em Thịnh Hữu xoay Wing. Anh em xem đi bác đây, đợi tí nhá. Đợi tí để tôi đi David phát nữa đã. Xin chào người anh em Hữu Minh. Xin chào bác gia trưởng nhưng không đáng kể. Có đáng kể đấy nhưng phải từ từ anh em ạ. Bây giờ mà dạ, một phát lật đổ chính quyền bây giờ là mệt đấy. Chính quyền nó vẫn căng. Nó vẫn còn nhiều gọi là dạ, nhiều gọi là sát thương. Đấy, chính quyền của tôi bây giờ là nó vẫn còn nhiều đồ chơi đó nhá. Nó mang ra nó vả một phát thì là cụ đi luôn đấy, phải từ từ anh em ạ. Đấy, xin chào người anh em Ngọc Thái làm Wing 2.5 Max đây, đợi tí nhá. Xong David tôi ra tôi xoay đồ tiếp. Tôi có cái khiên này. Tôi có xoay khiên, xoay Wing nữa cơ. Xin chào người anh em Nam Nguyễn. Dậy lại lên đi, cùi chó ngang mặt một phát sang ngang đời ly biệt luôn. Một phát sang ngang đời đi biệt đấy. Ui vẫn còn này, team địch vẫn đông lắm anh em ơi. Hiệp này, không phải thằng Hiệp, không phải. Không nào kia. Vẫn còn địch nhá. Địch vẫn còn. Tên là Aji Đạt Phật này. Một phát này. Đây, vào bên tên, vào bên tên, vào bên tên. Xin chào người anh em Tiểu Bạch Long. Xin bác cái Wing cùi DVK à. Wing DVK tôi không có anh em ạ. Bây giờ tôi đang có Wing MG đấy. Ông nào lấy Wing MG Omo thì tôi tặng nhé. Bây giờ tôi đang có hai cái Wing MG Omo. Hết rồi. Địch hết chưa? Thì kết rồi nhau ơi. Anh em cứ tè le làm tôi choáng anh em ạ. Rồi. Như vậy là địch hình như vẫn còn một người đấy. Địch vẫn còn một người anh em ạ. Đây. Hai tay hai vú, hai tay bốn vú của H5N1 thôi, hy sinh rồi. Chi vắt 25 đâu nhá. Em bịt trí đâu. MG Gaming đâu. Coca99 đâu. Mr. Còi đâu. Mấy con hàng chết nguồn đâu rồi nhá. Xin lỗi tình yêu. Xin chào người anh em Lương Huyền, hỏng hết hàng đấy, hỏng hết cả hàng anh em ạ. Xin chào người anh em xe ôm. Tí vào bánh cho to bụng lên mà bây giờ anh to bụng nó mệt đấy. Nhật bụng của vợ tôi nó to mấy lần rồi. To 3 lần rồi anh em ạ. Bây giờ to đứa nữa, bây giờ là không biết đâu lấy sữa ra cho nó uống nữa cơ. Quánh bây giờ như nào, đánh không to được bụng cơ thì cứ quánh. Quánh to bụng bây giờ mệt lắm. Xin chào người anh em Việt Mít. Cúp đang cắm vào cho anh em đúc đồ còn gì nữa mà đúc. Nhưng quả vừa đấy là xoay xịt anh em ạ. Vợ tôi rút tên mạng ra cắm vào mà có bị xoay xịt đồ rồi. Xoay xịt bố đồ rồi anh em. Xin chào người anh em Trọng Vĩ. Đấy, xoay Wing 2.5 đi bác Hải. Đây, tí nữa anh em ơi. Đấy, cảm ơn người anh em Trọng Vĩ. Chúc người anh em Trọng Vĩ một buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui nhá. 6996 mãi đỉnh luôn. Xin chào người anh em Thương Marco Nguyễn Đơ à đấy. Bị rút dây mạng anh em ạ. Vợ tôi nó vừa rút dây mạng, rút ra cắm vào, vừa bảo đúc đồ phát nó rút ra cắm vào luôn. Kết hợp hoàn hảo quá anh em ạ. Xin chào người anh em Tiểu Bạch Long. Đấy, bác nói chuyện rất hay, hôm nọ bác cho em set cộng 9 đẹp phết đấy. Anh em mình giải trí anh em ạ. Đấy, tìm những set đồ kỷ niệm ngày xưa, sau đó mặc vào chạy loanh quanh, nghe tiếng chim hót ở Nordensia, đi ra chỗ thờ rèn nghe tiếng đập keng keng nhá. Qua bên David nghe tiếng gió thổi tuyết rơi. Đó là kỷ niệm anh em ạ. Anh em bật loa to lên, nghe thôi cũng được nhá, không cần phải đi PK. Đấy, rảnh đi săn bot còn không đứng ở đấy nghe cũng được. Nghe cái đấy như kiểu là mình nghe cảm giác như là nó là một cái như thuốc an thần anh em ạ. Nghe đấy vào phát là làm việc thăng say hơn. Nghe đấy vào phát là gì ạ? Bật vợ tanh tách luôn. Vợ lúc đấy là không còn ý nghĩa gì hết nhá. Lúc đấy là chỉ còn ta với game thôi. Còn lúc thì còn ta với cả Lorencia đấy. Ăn chuột. Team tôi đây hay team tôi đéo đâu. Mẹ đứng lại nhầm team anh em. Mẹ các ông có bảo khoai sang kia từ lấy đấm nhầm team anh em ạ. Mà chém gió quá. Em chửi từ lấy giờ kìa. Kìa Hải sang kia kìa. Hải ơi đi sang kia đi. Đứng đây làm gì kìa. Ui trời ơi xin lỗi anh em. Tôi mà chém gió quá. Tôi đứng nhầm tim anh em ạ.
Anh em cứ chửi tôi nãy giờ. Rồi bây giờ tôi sẽ đeo con thần mã lên. Đây là đầu tiên của tôi này. À ông này có con ngựa kinh nhờ. Ông này có con ngựa oai đấy. Ngựa này ngựa cấp 1 oai đấy. Xin chào người anh em quang đạo. Chào nhau cái chép hài đây. Xin chào người anh em quang đạo. Chúc người anh em một buổi tối rực rỡ. 9669 mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. Đấy, xin chào người anh em Bạch Long, tiểu Bạch Long. Nó vẫn là đam mê bao nhiêu. Game MU nó là mối tình đầu anh em ạ. Giới thiệu anh em nhé, game MU là một trong những tựa game online nhập trực tuyến nhập vai đầu tiên của Việt Nam nhé. Trực tuyến nhập vai đầu tiên của Việt Nam. Đấy, ngày xưa anh em chỉ gọi là chơi Rambo lùn rồi gọi là mạng vĩnh viễn không mà chết nhá. Đá gì nhỉ? Đá PS nhá. Còn là chơi gì nhỉ? Hấp line đấy chế. Đấy, chỉ chơi được trong quán net thôi. Còn khi mà game MU về nó là chơi toàn Việt Nam luôn. Miền Bắc chơi với cả miền Nam nhá, chơi cả miền Trung luôn. Nói chung là anh em ba miền của quốc chơi được với nhau. Xin chào người anh em Hiếu Văn Bắc quên Bắc qua bên kia gì đấy, anh em nhắc cô vậy, tôi mà chấm gió quá. Xin chào người anh em Vũ Duy Trường like cho Bắc Hải, cảm ơn anh em nhớ like nhé. Bây giờ xin phép đi ạ. Tôi thống kê là hiện tại bây giờ đã có 120 anh em đang xem livestream. Bây giờ tôi xin phép là xem là kiểm tra được bao nhiêu lượt. Bây giờ chỉ có 50 người like video của tôi thôi. Đấy, 120 anh em đang xem livestream mà bây giờ chỉ có 50 like thôi anh em ạ. Đấy, rất nhiều anh em mà quên đấy. Phải nhắc thường xuyên anh em ạ. Nhiều anh em quên đấy, tại vì like chúng ta là không mất cái gì đâu. Anh em chỉ mất bỏ ra một giây thôi, đưa ngón tay lên, ấn vào biểu tượng cái gì ạ, ngón tay cái chọc lên như này là like. Ấn cho tôi một phát đi anh em ơi, một phát thôi. Tôi chào anh em bằng lời thì anh em chào tôi bằng cách là gì ạ? Cho tôi xin một like là ngon kết rồi. Xin chào người anh em Việt Mít HPV. Nhìn người anh em chơi. Đây rồi. Nhìn người anh em chơi mà không có thời gian để chơi. Thôi xem anh em chơi cho nhớ vậy. Đấy. Bây giờ là gì ạ? Không có thời gian chơi anh em cứ nằm ngửa thôi. Anh em bây giờ chỉ việc nằm ngửa thôi, xoay ngang điện thoại ra nhá. Xem cho nét là được rồi. Nhớ like cho tôi nhá. Xin chào người anh em Lên Hoàng Việt. Kỷ niệm ùa về đấy. Kỷ niệm lại ùa về. Tháng ngày gọi là gì ạ? Cong nít đạp xe dưới trời nắng chang chang. Gọi là gì ạ? Mướt mát mồ hôi nhưng mà vẫn vui anh em ạ, vẫn vui vẫn cười phớ lỡ là được. Xin chào người em Kim Chen, mua hòm đồ ở chỗ đo đen như là bác Hải à? Mua hòm đồ à? Đợi tí nhá, không DB tôi về tôi hướng dẫn. Xin chào người anh em Cao Khang, xem gậy thần ma của DB Kepak ở đây. Để tôi đi tìm con hàng chết nguồn nào là con hàng mới đi. Con hàng mới đây, Tôm Đại Ca nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật Tôm Đại Ca. Em tài vui vẻ thì hôm qua soi rồi. Mà chúng ta soi đồ của người anh em là Tôm Đại Ca, lãnh đạo trận chiến của Vui Huynh Đệ nhá. Soi đồ luôn. Nào, soi đồ, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật Tôm Đại Ca của Vui Huynh Đệ này. À, gậy thần ma đây nhá, gậy thần ma đây. Cộng 15 nhá, dòng vàng là tăng ma lực cộng 3001 nhá. Hai dòng X là gì ạ? Tăng sát thương hoàn hảo 10%, gia tăng sát thương phép thuật cộng 2%. Đây là gậy thần ma. Còn đây là khiên thần ma nhá, khiên thần ma là cộng 15. Tăng mức giảm sát thương là 7%. Dòng vàng. Dòng X đó là giảm thương 4% và phản hồi 5% lực tấn công. Đấy nó mắc binh em, mắc binh. Đấy, ring pen 2 dòng X. Ring này cũng 2 dòng X. Ring này cũng 2 dòng X ngon. Xét đồ ma vương cộng 15, chó tai dài tăng kinh nghiệm. Đấy, wing 2.5 cộng 15 có lắc. Như vậy là đây là top 1 hiện tại nhá. Top 1 hiện tại của Somater, đồ nó chỉ đến thế này thôi nha em ơi. Đấy, như này là kịch trần rồi, kịch nóc rồi nhá. Kịch nóc rồi anh em. Đấy, đây là gậy thần ma này. Đấy, xin chào người anh em cục đất à, anh nói bé thôi chị Linh lại rút lên mạng là thôi đấy. Đã, bây giờ anh em đừng nói từ rút lên mạng, nói vừa rút lên mạng nó rút thật đấy, vừa đã rút rồi đấy, rút ra cắm vào rồi đấy. Xin chào người anh em Việt Mít, xin chào người anh em Lên Hoàng Việt, game online góc nhìn thứ ba hài ơi, đúng rồi, game online góc nhìn thứ ba. Xin chào người anh em Hải Lát Kít, xin chào người anh em, chúc người anh em Hải Lát Kít 6996 mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. Xin chào người anh em xe ôm 51 mà, đây để tôi kiểm tra lại nhé. Tôi xin phép kiểm tra lại, anh em cho tôi like đi, anh em chưa like video nhớ like. Đấy, tôi chỉ cần anh em like như vậy cho vui vui thôi. Like nó chả mất cái gì của anh em cả. Đấy, like cho vui thôi anh em ạ. Thỉnh thoảng mình không xuống đây rồi. Hiện tại bây giờ đang có 120 anh em đang xem live stream và chúng ta đang có 75 người đã like video của tôi nhá. Anh cảm ơn anh em rất nhiều.
tuyệt vời luôn anh em ơi. Xin chào người anh em Henry. Tôi like hẳn 2 lần đấy, 2 lần. 2 lần nó nhiều quá anh em ạ. Like một phát thôi. Người em like một phát thôi là ngon quét rồi đấy. Xin chào người anh em Dương PNG. Đấy, em đố bác Hải DK full máu server này được bao nhiêu máu? Đoán chuẩn em cho bác 2 like à. DK DK mà bây giờ đang, tôi đang không biết là bây giờ mắc quinh máu là bao nhiêu này. Tại vì bây giờ tôi đang top 2. Nếu mà tôi đủ đồ bây giờ tôi biết được này, sẽ rơi vào tầm khoảng 350.000 máu nhá. Top 1 DK máu bây giờ đang rơi vào khoảng là mắc quinh là 350.000 máu. Đấy, đoán chuẩn chưa anh em? Tại vì tôi đang chơi sống mặt tơ, tôi đoán tầm khoảng 350.000 máu nhá. Xin chào người anh em Hải Lakit. Không đọc comment Hải vãi lòng. Nó trôi anh em, nó trôi anh em thông cảm. Nó trôi tôi đọc không kịp luôn. Tôi vừa đọc tôi phải vừa chào nó ra. Đấy. Xin chào người anh em Lương Huyền. Like rồi, còn like được tiếp không? Like một phát thôi anh em ạ. Like một phát thôi. Còn một phát nữa thì anh em ấn cho tôi thả tim nhá. Thả tim. Có thả tim. Xin chào người anh em Phi Nguyễn. Nhớ thời mà UCNC đấy. Mà UCNC ngày xưa chơi có vãi trưởng anh em ạ. Đấy. Tôi ngày xưa cũng chơi CNC đấy. Xin chào người anh em Thương Mắc Cô Nguyễn. Anh em like mạnh lên đi. Cảm ơn người anh em. Xin chào người anh em Khang Cao. Cao Khang MG cầm hai kiếm rồng mặt phun đơn ngày xưa đeo Wing 2000 khét. Thế à? Đấy. Đây. Người anh em kỷ niệm của người anh em bây giờ tôi xin phép tôi xoay đồ này. Đây, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đây, Thunder đây, Thunder đây. Đây, chúng ta xem đồ của người anh em tên là gì ạ? Jerry Party nhá. Với trang phục đó là set này là set người anh em bảo vừa set gì nhỉ? Người anh em Thunder đúng không? Set Thunder. Set Thunder cộng 14 nhá. Hai tay cầm hai kiếm rồng cộng 9. Hai kiếm rồng cộng 9 anh em ạ nhá. Kiếm rồng này người anh em mới đi đập từ bóc Sola ra. Hãy Wing 2 cộng 14. Ok chưa? Chó tai dài. Ring pen cộng 5, dòng bình thường. Đấy. Anh em người anh em này chơi theo kiểu kỷ niệm này nhá. Những anh em chơi theo kiểu kỷ niệm thì cần như này thôi. Mặc cái set đồ mình thích ngày xưa nhá. Đi Blood David hoặc là đi săn mấy con boss là vui rồi anh em ạ, không cần gì nhiều. Hãy tự tay mình đập đồ nó vẫn vui nhất. Đây. Hai kim rồng cộng 9 này là ok này. Tăng được đánh cao nhất cộng 600 này. Bên này là tăng đánh cao nhất cộng 700. Hãy từ từ anh em ạ. Lên từ từ là cũng ok. Xin chào người anh em Hoàng An đã like và tip. Cảm ơn người anh em Hoàng An nhé. Xin chào người anh em Tiểu Bạch Long. Gôn có top DK không bác? Vui Lương Sơn nào. Gôn đó là chủ vui anh em ạ. Chủ vui đấy, ta là top 1 đấy. Đồ bây giờ đang mắc pin rồi. Đồ bây giờ đang mắc pin top 1 anh em ạ. Xin chào người anh em Lên Hoàng Việt. Chúc mừng Hải có 3 con gái phải không? Đúng rồi anh em ơi. Đấy. Tôi bây giờ tôi là người đẹp trai nhất nhà luôn. Xin chào người anh em xe ôm. 3m5 Đam vãi thế à? 3 củ 5 cơ à? Đam ông nào to vậy? Chắc là Đam của DK anh em ạ. DK Đam to lắm. DK Đam rất to luôn. Xin chào người anh em Khánh Nguyễn. Kiếm nguy cơ như nào vậy anh Hải? À, kiếm nguy cơ con này bằng nhiều cách nha. Cách số 1 là gì? Đi săn bot. Người anh em ấn phím H đây này. Hãy đi săn boss nhá. Đánh được mỗi một con boss chúng ta sẽ được tầm khoảng 300 đến 500 recoil một con. Ok chưa? Đấy cách số 1. Cách số 2 là đi cày reset nhá. Cày reset là mỗi một lần reset chúng ta sẽ được 500 recoil. Đây là cách số 2. Cách số 3 là đi đổi đồ X ra điểm recoil. Tức là chúng ta sẽ đi nhặt những đồ X đấy. Từ hộp quà cuốn đun này, từ hộp quà đỏ này, từ hộp quà Sona này. Sau đó diện đem những cái món đồ X không dùng đến nhá, mang qua bên Atlan S11. Đấy, đổi recoil à, đổi đồ X ra recoil. Đây là cách số 3. Cách số 4 là dễ nhất đây này nhá. Cách số 4 dễ nhất là gì? Anh em mua lại recoil của những anh em họ cày được nhá. Tỷ lệ recoil bây giờ trong game rơi vào khoảng x6 x7 gì đấy. Tức là 100k 100k VND mua được tầm khoảng 600k recoil. Đấy, 4x6 x6 x7 gì đấy. Xin chào người anh em Cả Võ. Đấy. Đã cho tôi một like, cảm ơn người anh em. Chúc người anh em Khả Võ buổi tối tràn ngập niềm vui. Xin chào người anh em Nắng Trần. MG người ta 500k kìa đấy. 500k là x1 nhá. X2 bây giờ nó phải dạ hơn triệu đam đấy, 1 triệu 3 đam kìa. Thỉnh thoảng ông nào đánh 1 triệu 3 đam anh em ạ. Có DK tôi thấy con đam to hơn đấy. DK đánh phạm vi nó ngắn, do vậy là đam nó to hơn. Xin chào người anh em Hoàng An. Ra quán karaoke hát bài cần lắm một thằng cu em ơi. Cần lắm anh em ơi. Bây giờ nhỉ, Tết về các cụ để bảo chứ. Thế bao giờ để đẻ thêm đứa nữa nhá. Bao giờ là kiếm thằng cu ở đây. Nhức đầu lắm anh em. Nhức đầu ấy.
Xin chào người anh em Bê Thiên, hôm nay không phải trả bài à? Nhìn bác Tài khỏe cái khỏe ngay anh em. Sau cái ngày gọi là trả bài, cảm giác người khỏe hẳn đấy. Xin chào người anh em Hải Lucky đã xe cho Lê Minh Hải. Cảm ơn người anh em Hải Lucky, chúc người anh em một buổi tối rực rỡ 6996 mãi đỉnh luôn. Đấy. Xin chào người anh em Nhật. Trần Nhật Anh. À, xin chào người anh em Trần Nhật Anh. Bác phải đọc nhanh lên, mấy nữa nó lên vài nghìn người không đọc kịp đâu. Đang cố gắng. Cảm ơn người anh em rất nhiều. Xin chào người anh em Dương Viên Di. Hơi ít bác ạ. DK em chưa mắc đồ đã 500 máu rồi cả. Ô ghê. Là DK con game này là máu to đấy nhỉ. Máu to đấy. Xin chào người anh em Đú Bích. Đấy, xin chào người anh em Trần Thanh Sơn. Xem A Di Đà Phật đi bác đây. Chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật A Di Đà Phật. Với xem phục đó là set rồng đỏ nhá. Set rồng đỏ hai tay cầm hai đao quyền năng. Cộng 15 rồi. Hôm nay cũng là top 1 anh em ơi. Mắc quinh rồi, đồ này mắc quinh hết rồi. Đấy, set rồng đỏ cộng 15 này, hai đao quyền năng cộng 15. Ring pen, hai dòng X ngon. Cộng 5. À, ông này là chưa mắc quinh. Ông này là còn quả này nữa này. Ông này còn quả ring. Ring bây giờ người ta là hai dòng X. Ông này mới chỉ là một dòng thôi. Giảm được thương 4% kìa. Ông này chưa mắc quinh em ơi. Còn thiếu ring nữa nhá. Đấy, còn phải đi săn boss nữa mới kiếm ring được. Xin chào người anh em Hoàng An. Ngồi nhậu tại mâm dỗ. Lại phải ngồi mâm dưới. Mẹ mâm dưới nhậu. Ngồi thật bây giờ. Điên cỗ bây giờ nó kiểu nó bị phân biệt anh em ạ. Tôi toàn phải ngồi mâm dưới thôi. Đấy, nhà đẻ nhiều con gái, không con trai là phải ngồi mâm dưới đã. Xin chào người anh em Thắng Chelsea nhé.